Bác đã quyết định sao rồi? Tôi chấp nhận lời đề nghị của cô. Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi hứa tôi sẽ cho bác sĩ thật nhiều tiền. Tôi hứa. Cô khoan mừng vội. Tôi còn có một điều kiện đi kèm. Điều kiện? Điều kiện gì? Tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện mà. Bác nói đi, điều kiện gì? Điều kiện của tôi chính là cô. Ý của bác sĩ là sao? Tôi chưa hiểu. Nói rõ hơn là thân xác của cô, sau này bất cứ khi nào tôi cần, cô bắt buộc phải đáp ứng. Ok chứ? Tôi không sao. Cô không đồng ý cũng không sao. Vì việc này á là một việc làm tội lỗi. Thật lòng tôi cũng không muốn nhúng tay vô. Tôi bằng lòng. Rất nhanh lẹ. Mình đã không còn đường lui. Bất kỳ điều kiện gì của ông ta đưa ra, mình cũng sẽ bằng lòng. Cô cũng biết là tôi không có thiếu tiền. Cả đàn bà tôi càng không thiếu. Tuy nhiên, tôi quyết định nhận cái ca này không hẳn là vì hai điều đó, mà là vì đây là một ca hết sức là đặc biệt. Một thử thách lớn đối với tôi sau bao nhiêu năm làm nghề. Nhưng tôi tin tưởng sẽ thành công. Việc này ngoài tôi ra không có ai làm được. Vừa ngày hôm qua